Nay sẽ giới thiệu các bạn một cái mặt hoa Phi Điệp Quảng Bình. Cái giò hoa này đang có tại vườn của anh Vũ Anh Tuấn, một nhà vườn cũng khá lớn ở Nội Bài. Cái vườn của anh Tuấn này thì đã quay nhiều lần rồi, tôi cũng quay một lần hai lần rồi, anh Nguyễn Ngọc Hà cũng quay rồi đấy. Này anh đang nâng dàn, đang làm dàn rất là to ngoài kia, rất nhiều. Vườn của anh khoảng độ 4 đến 5 nghìn chậu lan cơ, giò lan cơ. Rất là nhiều giống tốt, giống quý. Và cũng có rất nhiều hàng bình dân. Thì cái giò này là cái giò Phi Điệp Quảng Bình. Theo cá nhân tôi thấy thì cái mặt hoa nó khá là đẹp. Như anh Tuấn nói là cái giò này nó đã nở được khoảng 10 ngày rồi. Tức là cái nó không còn thật sự căng như là lúc mới nở khoảng 2 hôm, 2-3 hôm nữa. Đây là những cái bông, cái này lưỡi của nó đã bắt đầu tàn rồi này. Đấy, nhưng mà nhìn nó vẫn khá là đẹp. Bây giờ đang là khoảng 4 giờ chiều. Nhưng mà cánh như vậy là nó cũng vẫn còn khá bay, không bị cụp lắm. Màu sắc cũng rất là đậm đà, rất là đẹp. Cái này thì đang có hai thân già, một thân tơ đăng hoa, rồi hai mầm gốc rất khỏe các bạn. Hai mầm gốc rất là đấy, các bạn nghe thấy tiếng máy bay không đấy? Nhà anh Vũ Tuấn Anh ở gần sân bay Nội Bài nên là cứ một lát thì nó lại có cái tiếng máy bay nó cất cánh. Máy bay cất cánh thì nó mới cái tiếng gầm nó mới nhiều, mới mạnh như vậy nha các bạn. Cái gì nó từ phía bên kia thì nó đỡ hơn, nó nhẹ hơn. Hai cái mầm này khỏe quá anh Tuấn nhỉ? Cái này anh mới trồng sang chậu này đúng không? Anh thả cái chậu to nó khỏi em. Trồng giống như chậu này. Có một con hoa đây. Đẹp. Hoa này nó. Đấy là của Phi Điệp gì ạ? Con này cũng hình như Quảng Bình nhưng mình không nhớ nữa đâu. Này, mặt hoa nó rất đẹp. Con này 24 giờ. Đây một bạn thấy buổi chiều nó cũng có cụt đó. Có vẻ hai con này cũng khá giống nhau. Không, khác nhau. Khác nhau một chút nhưng mà hoa khác hẳn nhau. Kể cả về mắt, về chất liệu và chất cánh. Rồi, bên kia cái lưỡi của nó đẩy dài hơn. Đúng rồi, cái thân nó khỏe không này các bạn. Nó dài khoảng hơn 60cm rồi nhưng mà vẫn đứng nguyên nhé. Chưa phải buộc cố định hướng gì cả mà vẫn đứng nguyên này, rất khỏe. Còn cái này thì cũng được khoảng độ 40cm, gần 40cm rồi nhưng mà cũng vẫn đang lao thẳng đứng luôn, rất là khỏe. Mọi người thì cứ nói là cái Phi Điệp của mỗi vùng miền nó có những cái khác nhau, nhưng mà thực ra thì cái nhận biết của tôi rất kém lắm các bạn. Nên là ví dụ như nhìn hai cái giò này tôi cũng chả biết là nó có phải là một hay không đâu. Nhìn cái thân lá thì thấy nó khá giống, mặt hoa thì nó hơi khác một chút thôi, nhưng mà các cái phần thân lá thì nó khá giống nhau. Không nhiều mà đấy. Không, hoa thì đấy, hoa thì khác nhau. Ok, hoa thì khác nhau nhưng mà em đang nói về nhận biết cái lúc mà nó chưa có hoa ấy. Mà nguyên thân lá thì như này thì anh có thấy nó khác nhau ở hai thân lá nó khác nhau cái gì? Nói chung thân lá giống nhau, giống hoa nó khác nhau. Đấy không, thì đúng rồi, hoa thì về mặt nguyên tắc là thường cùng một mẹ đẻ ra thì nó đã có thể khác nhau rồi. Thế nhưng mà kiểu lúc mà nó cái thân lá nó mới mọc lên ấy, có rất nhiều bạn cứ chụp cái ví dụ chụp một cái thân như này. Ồ, may quá, cảm ơn. Đấy, suýt nữa đổ cốc nước vào cái điện thoại các bạn ạ. Đây hiện tại vườn nhanh đang còn rất là nhiều hoa. Đây, đây, để cho lấy mặt hoa tạm biệt được. Mà cây này thì nó không, nó ăn ít nắng là cái thân nó sẽ không cứng cáp như những cái thân này. Những cái này nó giòn, ăn đúng rồi.
ăn nắng đến ăn nắng. 11, 12 giờ trưa thì nó sẽ rất là cứng. Còn cái thân nào mà nó ít ăn nắng, ví dụ như thân này là nó ăn ít nắng đấy, thì nó sẽ đúng rồi. Nhìn nó hề đấy, phân biệt như thế là anh Tuấn anh chỉ cái các bạn nhìn thấy ngay. Nên là những cái giò nào mà nó ăn bằng trong cái bóng trong ăn nắng 60% này, bóng cái giò kia ăn nắng 80% nắng đấy, là 18%. cái ngọn nó lao, nó cái độ cứng của ngọn nó khác hẳn nhau luôn. Và thường là nếu mà ăn đủ nắng thì cái bông hoa nó cũng bay nó đẹp hơn đấy, như nên là màu sắc nó đẹp, là phong lan mà, nên nó phải cần phải có nắng có gió, có thêm cái đó nữa. Thì lúc nãy đang nói dở là có nhiều khi có rất nhiều bạn cứ chụp một cái ngọn cây phi điệp này, hoặc là chụp một cái mầm, chụp một cái lá xong rồi gửi, cứ nói là nhờ tôi phân biệt xem là cây nào vùng nào. Tôi nói thật các bạn là chịu chết, mà nếu mà chỉ nhìn có mỗi một tí mầm lá này mà biết được là cái cây đấy nó ở tỉnh nào vùng nào thì tôi cho rằng là nó không tưởng, nó trừ một số những cái cây mà nó quá đặc trưng thôi. Chứ còn những cái cây mà nó bình thường ấy thì nhìn cái lá nó giống nhau lắm. Thì đến lúc nó ra hoa thì do cái đặc điểm của hoa thì mình có thể phân biệt thêm được chút, chứ còn nó chỉ lên cái kia mới mầm như này thì thân nào nó cũng na ná giống nhau. Đấy cũng chính là cái lý do mà có ấy bạn nhỏ này ra. Ô đấy, chơi lan từ bé. Cái này đến mà vặt rất nhiều lan rồi, và đến khoảng độ 50 tuổi là có lịch sử kinh nghiệm 50 năm chơi lan. Đang nói dở với đoạn cái nhận biết cái mầm cái đơn thuần các bạn ạ. Thực sự là không thể nhận biết nổi đâu. Còn những ai nói mà cứ nhìn cái lá như này, thân lá như này mà đọc ra cái này là Quảng Bình hay cái này Thanh Hóa hay cái này Hà Tĩnh hay cái này là Mộc Châu rồi các thứ hay là Thái Nguyên là câu chuyện cực kỳ khó. Cho nên là đấy cũng là cái lý do mà tôi rất nhiều lần tôi nói là nếu mà bán một cái mắt ngủ, mà ví dụ như là bán một cái đoạn mắt thân già như này, hoặc là cái thân tơ bán như một cái đoạn, cắt một cái đoạn như này bán xong rồi bảo là bảo hành, tôi nói thật sự không bao giờ có chuyện bảo hành được. Vì cái khúc này giờ mà cắt nó ra rồi thì đến lúc mà nó lên cái mầm thì có mà rời biết được nó là có phải là cái mắt ngủ đấy không, có phải ghi đấy không. Trừ phi là tôi thấy có một số bạn ấy là các bạn ấy dùng cái tem mà nó giống như kiểu là cái nó giống như cái khóa tem mà kiểu kẹp chì ấy, giống như kiểu kẹp chì ấy. Đấy, ví dụ như là bán một cái đoạn mắt ngủ hoặc là một cái kỳ nó khoảng độ 5 cm này, thế bạn ấy kẹp một cái kẹp chì vào đây. Đấy thì nếu mà bóc cái kẹp chì ra thì coi như hết bảo hành, còn nếu mà còn nguyên cái kẹp chì thì bảo hành thì cái đấy còn ok. Chứ còn nếu chỉ cắt nguyên một cái đoạn mắt ngủ như này mà đem gửi cho xong rồi bảo là tôi bảo hành mặt hoa mới lại nào kia thứ thì là câu chuyện không tưởng, không bao giờ có, khẳng định với các bạn luôn. Còn ai có kể cả có đánh cá cuộc cũng dám chơi luôn, chứ đừng nói là bảo là nói vui thì không có một cái căn cứ nào cả. Đấy, cho nên là các bạn cũng lưu ý cái này. Đấy. À, cái mặt hoa này cũng đẹp, trong vườn của anh Tuấn thì rất nhiều cây, rất nhiều hoa. Nhưng mà hôm nay thì chủ yếu là muốn giới thiệu với các bạn là cái mặt hoa phi điệp Quảng Bình này thôi. Đấy, còn sẽ có những cái video khác, nhưng mà cũng gọi là giới thiệu với các bạn vui vui là cái gọi là phi điệp Quảng Bình thôi. Chứ còn các bạn cũng theo quan điểm của tôi thì cũng không nên lao theo cái gọi là vùng miền này lắm đâu, bởi vì có rất nhiều cái nó chồng lấn. Ví dụ như là tôi đã từng nói rồi ấy, ở ngoài này nhá, ví dụ như là cái dãy núi Tam Đảo ấy chẳng hạn, ví dụ như là có cái giống gọi là phi điệp Tam Đảo, thì cái dãy núi Tam Đảo ấy nó ăn cả Tuyên Quang, cả Vĩnh Phúc, cả Thái Nguyên đấy, rồi Phú Thọ một phần,
Như vậy thì ông nào mà lấy Tam Đảo thì cũng bảo của tỉnh đấy ấy. Cho nên là cái mặt nó thực ra cùng một mặt thôi, nhưng mà nó có thể chân núi bên này hoặc là dãy núi bên kia, đỉnh núi hoặc là triền núi thấp hơn cao hơn đấy. Cho nên là nhưng mà thuộc tỉnh nào thì mọi người lại bảo là cái cây của tỉnh đấy. Thì nói chung là theo quan điểm của tôi thì đừng, không nên quá là phải đi lao theo vùng miền đấy. Mặc dù tôi cũng hay sưu tầm vùng miền đấy trước đây, nhưng mà sau này mới thấy là thực ra là rất khó xác định. Cái quan trọng là về sau này thì cũng không đi theo con đường sưu tầm vùng miền đấy nữa, mà quan trọng nhất là cái mặt hoa nó có đẹp hay không. Nếu mà mặt hoa nó đẹp thì là sưu tầm thôi đấy, chứ còn không nhất thiết phải nó là vùng nào cả. Ví dụ như cùng một vùng mà có 3-4 mặt hoa đẹp thì mình cứ sưu tầm 3-4 mặt hoa không sao hết. Quảng Bình QBI10. Nhân đây thì cũng xin nói thêm các bạn một chi tiết là về cái dành cho những người mà kiểu mới chơi lan ấy. Thì tôi thấy là có rất nhiều người nhắn tin và cho tôi qua cái số điện thoại của kênh Hoa Lan TV là thì mới thấy là mọi người có rất nhiều người kiểu mới bắt đầu chơi nhưng mà cứ gọi là lao vào những thứ nó quá là cao siêu và những cái giống nó đắt tiền, thì cái đấy là rất là nguy hiểm. Mình nên bắt đầu chơi bằng những cái cây nó rất là đơn giản thôi, để mình gọi là có cái kỹ năng tốt, thì lúc đấy có thể là sẽ lao vào những cái giống quý hơn hoặc là những cái kỹ thuật nó cao hơn. Đấy là với người chơi bình thường. Còn trường hợp nếu các bạn mà mới, nhưng mà các bạn mà quyết định là đi theo nghề lan để kiếm sống chẳng hạn, đấy, làm nhà vườn chẳng hạn, thì tôi nghĩ là các bạn nên đi bỏ hẳn ra độ khoảng 1 đến 3 tháng tìm những cái người, những cái chủ nhà vườn hoặc là các vị thầy mà chuyên về hoa lan, chuyên về sinh học, y học, không phải y học mà sinh học, nông nghiệp, để học một cách bài bản, căn bản. Đấy, thì mới được. Mình làm mà mình không có kiến thức căn bản thì mình sẽ thua. Đấy, và vì nếu mà bây giờ nhá, mua một cái cây giống như này, nếu cây bình thường nó chết thì không sao, nhưng mua một cây giống mà đắt tiền mà về mà nó chết thì coi như là xong, phá sản. Một trường hợp nó không chết nhưng mà không có kỹ năng chăm, nó lên èo uột thì cũng không thể có sinh lời nhiều được. Cho nên là nếu mà để chơi ấy, thì thế nào cũng được, nhưng mà nếu mà để là muốn kiếm tiền từ lan, gọi là sinh sống bằng nghề lan ấy, thì nên học hành một cách bài bản tử tế. Ví dụ như ở trong Nam thì những cái lớp học của thầy Tám Ngọc là rất là tuyệt vời. Đấy, ở ngoài này thì cũng có rất nhiều nhà vườn mà các anh chị có sẵn sàng chia sẻ. Mình vừa là thực tập nhưng mà mình vừa gọi là học lấy cái kỹ năng, học lấy cái kỹ năng từ cái việc là nhận diện này, chăm sóc này, ghép này, rồi phân thuốc này, rồi hoa này, rồi kể cả là cách đóng gói cây để gửi đi để như nào là cần phải học một cách bài bản thì mới có thể kiếm sống được. Đấy, mình chỉ lưu ý các bạn một chút là như thế, để cho các bạn là nên biết mình đang làm với cái mục tiêu gì, đến với cây lan là vì mục tiêu gì nha các bạn. Cảm ơn các bạn.